Mụn ém ở đây thường xuyên. Sai cả ngày sáng sai chị tới chi ấy là hồi nãy họ không thấy ai. Ai điện có nghe không kìa? Sai lại càng sai đúng không? Mình sai tiếp. Bỏ đi. Bữa qua chị Tây nữa kìa. Không mặc cái đăng ký. Đây mà cái ca mà thấy được đã thì kêu hai đứa rồi. Dạ. Hai đứa cứ chưa sao thì kêu. Dạ. Thank you.
mới làm chị. Đi đâu về Long Biên? Về quê rồi bỏ chạy ra đó. Tội chứ. À nhớ người đẹp nó rồi, người đẹp nó không chịu đau được. Hay đi buổi sáng mà sao bữa nay đi buổi chiều vậy? Hay đi sáng tối. Như tinh hoàng lên đi. Làm không thấy mà hồi lên đúng không?
Ý là làm em thấy mà hồi lên mất tích luôn, từ dạo ái luôn. Im hơi lặng tiếng. Ừ, họ nghĩ tới ái thì không ăn không à. Mình lâu lát rồi chưa đi lại đó, chắc còn cỡ tháng hơn. Em mấy rồi em? Dạ. Em mấy tháng rồi mới đi đây? Tháng hơn, không nhớ nữa. Thôi đừng có xạo, mặt này mình tháng hơn không có rồi. Chắc còn 2 tháng. Kêu chắc hơn, biết hơn mấy tháng. Hay là nửa năm. No, em mới đi vào học mới mà. Thôi muốn cho học nửa năm nữa. 4 tháng.